Sobraza xin chào quý khách. Hôm nay tôi tìm được một cái clip mà rất là lâu rồi tôi mới tìm được. Clip rất là quý, chiếu về một cái hành trình đi tìm Đông trùng Tây Tạng ở trên núi của người Tây Tạng, do một anh blogger người Trung Quốc anh làm cái clip này. Rất là cảm ơn anh đó, bởi vì tôi không có điều kiện để đi quay được như thế này. Đó, đây là những người Tây Tạng, họ chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, xe cộ, rồi trèo đèo vượt suối để lên núi Tây Tạng tìm Đông trùng hạ thảo Tây Tạng. Và Đông trùng hạ thảo Tây Tạng thì rất là quý hiếm. Hôm nay thì để xem kỹ hơn cái clip này, các bạn mới thấy rằng vì sao nó quý hiếm như vậy và giá thành của nó đắt đỏ như thế. Bởi vì một phần là tìm ra nó cũng rất là mất thời gian, rất nhiều công sức, xong xuống đến tay người tiêu dùng mình thì chắc chắn là giá thành sẽ bị đội lên rất nhiều, bởi vì nó chỉ có ở trên những đỉnh núi Tây Tạng, những nơi mà rất là giá buốt quanh năm. Đó, đây là những người người ta đang đi, người ta tìm, người ta phải bò như vậy, người ta nhìn, bởi vì đông trùng Tây Tạng nó chỉ nhú một cái đầu thảo lên trên thôi, phải nhìn rất kỹ mới nhìn thấy được. Đó, đây rồi, họ đã tìm được một con. Họ đã tìm được một con rồi. Đó. Tìm được một con và họ có cho vào cái hộp nhỏ. Đó. Cái clip này nó rất dài, cho nên là tôi phải làm nó nhanh. Và nhiều đoạn là tôi sẽ để chậm lại. Đây, ví dụ đây, đoạn này là anh này anh đang bới này. Đây, một con, đấy, phần thảo này, nó chỉ nhú phần thảo ấy lên thôi. Đó, họ phải rất cẩn thận, nếu không nó gãy. Bởi vì nó còn tươi, nó sẽ gãy, gãy là mất giá lắm và bán khó vì người ta không tin, người ta không mua nữa. Đó. Đấy, nó còn dính đất như vậy, xong về họ còn rửa sạch sẽ. Xong họ có thể họ vừa để khô, vừa sấy khô, họ vừa để tươi để bán cho những người muốn tươi và những người sấy khô để vận chuyển cho dễ. Nó không bị mốc, không bị hỏng. Đấy, đông trùng Tây Tạng đó, họ tìm thấy đó. Đó, họ mang cả cả hộp bên trong đấy, chắc là có rong ẩm để cho để vào đấy cho đỡ khô. Đó, đây là một anh blogger này, anh chia sẻ này, chắc là thời tiết rất là lạnh, tuyết rơi rồi, tuyết rơi, họ mang cả áo mưa đi nữa, rất khổ đúng không ạ? Đây rồi, họ lại tìm được một con nữa đây rồi. Đó, đúng rồi. Tìm được một con là rất là hạnh phúc rồi. Cái này nó còn theo kích thước nữa các bạn ạ. Con to là giá nó đắt hơn nữa, con nhỏ là giá lại rẻ hơn. Đồ ăn, họ mang đồ ăn đi, họ ăn tạm này. Đấy, họ khoe thành quả với nhau đó. Họ cầm hộp nhỏ như này chứng tỏ mỗi lần đi bắt được chắc không được nhiều. Bắt con này không giống như những con khác đúng không ạ? Nó cũng phải bò xuống nhìn thật kỹ mới thấy. Nhìn sát mặt đất luôn. Đấy đấy đấy, nó nhú lên một chút. Đó, thấy rồi. Thực sự là xin lỗi các bạn, nếu mà xem clip này, nếu các bạn nào các bạn hơi khó chịu, nhưng mà mình bắt buộc phải tua vì clip này khá là dài, 25 giây, 25 phút, mình phải tua thành dưới 10 phút thì mới up lên TikTok được. Đó, đây là đoạn này mình quay, mình không không tua này. Đấy, quy trình để đào được, để đào nên cái con đông trùng Tây Tạng này. Đó, họ phải đào xung quanh, xong họ nhấc lên để cho nó không bị gãy. Đông trùng Tây Tạng này là phần trên là phần thảo, phần dưới là phần sâu nhé. Đó, phần sâu, xong quá trình bao nhiêu năm đông đá băng đá thì con sâu đó đã mọc ra một cái phần thảo như vậy, nó bị kiểu hóa thạch nên là nó mới nhiều chất như vậy. Đặc biệt là công dụng của nó là rất tốt cho hệ hô hấp, cho nên vừa rồi ấy,
Covid-19 thì đông trùng Tây Tạng này bán rất là chạy. Từ xưa đến nay thì đông trùng hạ thảo Tây Tạng luôn được các thầy thuốc đông y ca ngợi là một loại thần dược hiếm có, đúng là hiếm thật. Xem clip này mới thấy là hiếm, trừ khi là làm giả đó. Mà bây giờ thì có rất nhiều cách để phân biệt hàng thật hàng giả. Bởi vì làm giả thì chắc chắn họ phải đắp thuốc, đắp thành kiểu như bột ấy, thì rất dễ phát hiện. Nhưng mà riêng cái đông trùng hạ thảo Tây Tạng này ấy, thì khi mà là hàng thật ấy, mình bẻ đôi con đông trùng ra thì trong nó có một cái sợi chỉ rất nhỏ xuyên suốt, hình như kiểu như cái sợi, kiểu như cái lòng của con sâu ấy. Tác dụng thì bồi bổ cơ thể của chúng thì rất là nhiều. Hiệu quả thực sự là rất là tốt, không kém gì nhân sâm hay là linh chi. Bản chất thì nó là một loại ấu trùng sâu non sống trong lòng đất. Đấy, mùa đông thì chui vào trong lòng đất để giữ ấm và ăn rễ cây cho đến khi lớn thì trưởng thành để trở thành bướm, quá trình gọi là đông trùng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp con sâu này bị một loại lấm Cordyceps nó xâm chiếm vào, ký sinh chứ, hút hết chất dinh dưỡng bên trong con sâu non và tàn phá chúng từ bên ngoài, từ bên trong ra bên ngoài. Thì đến mùa xuân thì con ấu trùng này sẽ mọc lên một cái thân dài màu nâu từ đầu của xác con sâu, dần dần sang mùa hạ nó lại lớn lên giống như một loài cây và vươn lên khỏi mặt đất, được gọi là thảo, hạ thảo. Đấy, họ tìm thấy đó. Đặc biệt là cái đông trùng hạ thảo này nó vẫn còn chân nhé, con sâu này vẫn còn chân, có thể đếm được 4 cặp chân, 3 cặp chân bị thoái hóa ở phần đầu, ở đuôi sẽ một cặp chân nữa trông rất rõ ràng. Đấy, tổng là 8 cặp chân. Phần trùng sẽ dài khoảng 3-5 cm, có đường kính tầm 0.3-0.7 cm. Phần thảo có thể dài hoặc ngắn hơn phần trùng một chút. Và đây là hộp đông trùng hạ thảo đã đến tay của khách hàng và đến về bên Joy Plaza thì nó như thế này. Đó. Bên tôi thì chuyên về đông trùng hạ thảo Tây Tạng. Quý khách có nhu cầu thì gọi trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0961 936 536 hoặc đến địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh. Xin chân thành cảm ơn.